Sovoka đồng hành cùng KD Anime. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách. Combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k chỉ còn 55k dành riêng cho viewer của KD Anime. Sẵn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sovoka thật đáng đồng tiền. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Thanh mai trúc mã dường như không phải mâu típ hiếm gặp trong các series anime nổi tiếng. Khi hai nhân vật cùng nhau lớn lên, nhìn thấy quá trình trưởng thành của nhau và hầu như sẽ đều tiến tới được cái kết lãng mạn. Thế nhưng trong Detective Conan, anh chàng thám tử miền Tây Hattori Heiji lại tạo nên một làn sóng mới lạ trong chính câu chuyện tình của bản thân khi liên tục bỏ lỡ cơ hội tiến xa hơn với cô bạn thân Toyama Kazuha. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá những điểm đặc biệt của hai nhân vật này khi yêu để xem lý do tại sao họ vẫn tình như trong đã, mặt ngoài còn e nha. Giờ thì, kế đi, go! 1. Vì sao Heiji và Kazuha đối với nhau còn hơn cả một người bạn? Số phận sắp đặt bên nhau từ nhỏ. Có thể nói câu chuyện của Heiji và Kazuha là duyên trời định từ lúc nhỏ, nhưng chính người trong cuộc lại không nhận ra. Khi xưa, lúc nhìn thấy một cô bé chơi cùng quả bóng dưới tán hoa anh đào, Heiji đã thực sự đổ gục trước vẻ dễ thương cùng giọng hát ngây thơ của cô bé ấy. Thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình đầu đó lại chính là người bạn thành mai trúc mã của mình. Như chúng ta đã biết, ba của Heiji và Kazuha là cộng sự, đồng thời là bạn thân lâu năm ở sở cảnh sát Osaka. Chính vì thế, cặp đôi này đã quen biết nhau từ nhỏ. Thậm chí, họ còn có một mối liên kết thép giữa đôi bên khi ngày trước vì chơi trò cảnh sát bắt cướp mà cả hai đã bị còng tay với nhau trong một khoảng thời gian. Tuy Heiji chỉ coi đó là một câu chuyện vô vị ngày bé, nhưng Kazuha lại nghĩ khác. Cô luôn xem đó là kỷ niệm đáng nhớ, thậm chí còn tự làm hai chiếc bùa hộ mệnh chứa mảnh còng cho mình và cậu bạn. Nó như một mối liên kết thắt chặt tình cảm của bọn họ, cũng vô tình là thứ giúp Heiji tránh được lưỡi dao tử thần sau bao nguy hiểm. Luôn đồng hành cùng nhau. Không biết các bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao couple này lại cùng tần số đến vậy hay chưa? Đơn giản là vì trong hầu hết các tập phim anh chàng thám tử Osaka xuất hiện thì cô bạn thành mai trúc mã cũng không hề vắng mặt. Chi tiết điển hình nhất chứng minh cho điều này ở trong vụ án mạng liên hoàn trên con tàu Symphony. Lúc Ran gặp Heiji, cô nàng đã ngay lập tức hỏi, sao Kazuha không đi với cậu? Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh được độ dính nhau như hình với bóng của cặp đôi này rồi, đúng không nào? Không chỉ vậy, nếu để ý kỹ thì các bạn cũng có thể nhận ra rằng Heiji và Kazuha thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong opening và ending của bộ phim. Có lẽ vì luôn đồng hành cùng đối phương nên cặp đôi có sự thấu hiểu nhau nhất định. Đặc biệt, tác giả Aoyama còn từng tiết lộ rằng Heiji thích mọi điểm của Kazuha mà fan thích. 2. Khi rơi vào lưới tình với đối phương. Ghen tuông khi thấy đối phương thân mật với người khác giới. Khi yêu, chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi cảm giác ghen tuông khi thấy đối phương thân mật với người khác giới. Tuy nhiên, Heiji và Kazuha cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Có một lần, Heiji dự định cùng mẹ đến Shibuya để tham dự đám cưới của một người họ hàng. Thế nhưng vì bất cẩn làm rơi khuôn bánh xuống chân mà bà không thể đi cùng. Vì vậy, đành giao phó nhiệm vụ quản lý con trai cho Kazuha. Trong chuyến đi chơi, cô nàng đã tỏ ra ghen tị khi thấy Ran mặc một chiếc áo sọc xanh y hệt như Heiji. Kazuha thậm chí còn để ý rằng lần trước khi đến Osaka, hai người cũng mặc kiểu áo cổ lọ giống nhau. Tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cô nàng vẫn không tránh khỏi việc ghen tị với cả Ran. Vì không muốn Kazuha phải suy nghĩ, Ran đã thay ngay chiếc áo mới mua trong xe ô tô. Khi đó, hai cô gái mới nói chuyện thoải mái với nhau hơn trước. Khép lại những lần bỏ bê cô bạn thành mai trúc mã để đi theo tiếng gọi của các vụ án hóc búa, thì Heiji cũng đã có lần không thể tập trung suy luận khi thấy Kazuha thân mật cùng người con trai khác. Điển hình như trong tập phim Conan và Heiji mật mã tình yêu. Khi Heiji cùng đội thám tử nhí giải quyết một vụ án về ma túy, cậu đã suy ra kẻ tình nghi sẽ giao dịch tại cây cầu Ebisubashi. Heiji nhanh chóng thu hẹp phạm vi còn lại 3 người. Tuy nhiên mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối khi Kazuha đang bắt chuyện với một trong 3 đối tượng tình nghi. Vì lo lắng rằng Kazuha sẽ bị gã đàn ông kia tán tỉnh, Heiji đã không thể nào còn tâm trí để tiếp tục giải quyết vụ án. Thậm chí ở phần cuối của tập phim, khi thấy cô bạn bị khống chế bởi đồng đội của kẻ khả nghi, cậu đã không màng nguy hiểm mà xông vào túm cổ hắn rồi hét toáng lên câu nói mang đậm mục đích đánh dấu chủ quyền. Mày định làm gì Kazuha của tao đó hả? Đây có lẽ không phải là một câu nói bộc phát nhất thời mà được đúc kết qua cả một quá trình dài. Khi thốt lên cụm từ Kazuha của tao, Heiji có lẽ đã chắc chắn rằng trong tương lai sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của cô bạn thành mai trúc mã trong lòng mình. Luôn quan tâm và bảo vệ người mình yêu bằng cả tính mạng. Tạm bỏ qua những lần ghen bóng ghen gió của cặp đôi này, chúng ta thật sự phải nể phục Heiji và Kazuha vì sự gan dạ, dũng cảm và luôn hết lòng bảo vệ người mình yêu. Vào một lần tham quan đảo Bikini, Heiji và Kazuha không may vướng phải một vụ án và gặp nguy hiểm trong quá trình điều tra. Vì kéo Heiji khỏi trượt chân mà Kazuha đã vô tình khiến bản thân sẩy chân ngã xuống vách núi. Heiji cũng quyết không bỏ lại Kazuha khi cậu cố gắng nắm chặt tay cô bạn lúc cả hai đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Thấy cành cây dường như không đủ để chịu sức nặng của hai người, Kazuha liền dùng mũi tên thắng được trong trò chơi ở đêm lễ hội đâm thẳng vào tay cậu bạn với hy vọng rằng cậu sẽ buông ra và sống sót thay cả phần cô. Điều ngạc nhiên là mặc dù máu chảy ròng ròng, Heiji vẫn quyết tâm giữ chặt lấy Kazuha và động viên cô hãy tin tưởng vào mình. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng trong tình thế lâm nguy, cặp đôi luôn ưu tiên sự an toàn của đối phương hơn chính bản thân và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ người mình yêu. Quan tâm, thấu hiểu và bảo vệ lẫn nhau luôn là những điểm mấu chốt nuôi dưỡng một cuộc tình phát triển. Chính vì vậy, Heiji và Kazuha đã và đang là một trong những cặp đôi được fan hâm mộ đẩy thuyền nhiều nhất. 3. Tại sao Heiji và Kazuha vẫn chưa thể nào tiến xa hơn? Người ta thường bảo rằng nếu có duyên ắt sẽ tương phùng, thế nhưng cặp đôi hoàn cảnh này lại nằm trong trường hợp đặc biệt. Nếu ai theo dõi Detective Conan đủ lâu thì cũng biết rằng Heiji chuyên đi săn những địa điểm hoàn hảo chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc tỏ tình vì không muốn thua kém Shinichi. Lần đầu tiên Heiji khởi nguồn cho lời tỏ tình ẩn ý của mình là khi cậu và Kazuha bị bắt làm con tin trên gác mái của nhà luật sư tên Misari Ito. Trong lúc tuyệt vọng sau những lần ra ám hiệu đến Conan nhưng chẳng nhận lại được phản hồi, khi hung thủ giơ súng chuẩn bị bóp còi, Heiji liền nói rằng mình còn rất nhiều điều tâm sự chưa thể thổ lộ. Bất ngờ hơn, lời đầu tiên anh chàng muốn nói lại chính là dành cho cô bạn thân đang ngồi phía sau. Tuy nhiên, khi cả hai đã an toàn, Kazuha hỏi lại Heiji về những lời ban nãy cậu chưa kịp nói, thì thám tử miền Tây chỉ đỏ mặt rồi bảo rằng đuôi tóc của cậu cứ đụng cổ tớ hoài, thật là phiền quá. Nghe thôi cũng đủ biết cô nàng đã giận dữ đến mức độ nào rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc là Heiji đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm còn chôn giấu bấy lâu nay. Nhưng anh chàng kiên quyết không bỏ cuộc, vẫn kiên trì cố gắng đến cùng, mặc cho cái tôi quá lớn của bản thân không muốn thua kém Shinichi. Thế nhưng, có vẻ vận may vẫn chưa đến với cả Heiji, vì 5 lần 7 lượt cậu đều nhận về thất bại cay đắng với đủ lý do khác nhau khi lập kế hoạch giành lấy Kazuha cho riêng mình. Không chỉ Heiji cố gắng cho mối quan hệ của cả hai, Kazuha cũng đã có lần dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình, chỉ tiếc là cô cũng nhận về một kết quả như cậu bạn. Ở phần cuối tập phim Chất độc và ảo ảnh, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của Ran, Kazuha đã quyết tâm thổ lộ tình cảm với Heiji. Nhưng trước khi cô nàng kịp nói xong câu tỏ tình, anh chàng đã bỏ chạy chỉ vì tò mò muốn biết câu chuyện tình cảm của Shinichi. Thế mới nói, ai cũng biết tình cảm của cả hai đã rõ như ban ngày, tuy nhiên chẳng hiểu sao thần Cupid vẫn chưa mỉm cười với họ. Thế nhưng, chờ đợi là hạnh phúc. Tuy chưa biết rõ bao lâu nữa thì Heiji và Kazuha mới về chung một nhà, nhưng tụi mình tin chắc rằng các fan của Detective Conan vẫn sẽ nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi này, đúng không nào? Sau tất cả những phân tích trên, chúng ta đều có thể thấy được tình cảm mà Heiji và Kazuha dành cho nhau. Tuy cả hai có phần e ngại khi thể hiện ra ngoài nhưng không có nghĩa là tình yêu ấy không tồn tại. Thế nhưng tụi mình vẫn tin vào một ngày nào đó, cặp đôi này sẽ trở thành một trong những couple gây ấn tượng mạnh nhất đối với độc giả manga. Vì thế hãy kiên trì chờ đợi ngày mà họ đến với nhau, chắc chắn tác giả Aoyama sẽ đem đến muôn vàn bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, còn bây giờ thì nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lúc 17 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Bye!